đã tìm thấy 14 thi thể cán bộ chiến sĩ trong vụ sạt lở tại đoàn kinh tế quốc phòng 337. Đến 17 giờ ngày 18 tháng 10, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 14 thi thể cán bộ chiến sĩ gặp nạn trong vụ sạt lở đất xảy ra ở thôn Cợp, xã Hướng Phùng, Hương Hóa, Quảng Trị. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, đến khoảng 17 giờ ngày 18 tháng 10, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy 14 thi thể cán bộ chiến sĩ trong vụ sạt lở đất các lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang dồn nhân lực, vật lực để khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến đường vào hiện trường vụ sạt lở đất tại thôn Gợp, xã Hướng Phùng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hương cho biết công tác tìm kiếm các cán bộ chiến sĩ bị mất tích được thực hiện với tinh thần khẩn trương nhất và quyết liệt nhất nhưng yêu cầu phải đảm bảo an toàn cho lực lượng phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng công binh dẫn theo chó nghiệp vụ đi bộ từ điểm sạch lở gây tắc đường cũng như đã vào được hiện trường vụ sạt lở đất. Trong khi đó, theo báo quản trị tỉnh quản trị đã huy động hơn 500 cán bộ chiến sĩ cùng tất cả các phương tiện máy móc tham gia cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên tại km 222 cộng 100 đường Hồ Chí Minh, đoạn từ thị trấn Khe Sanh vào xã Hướng Phùng, hàng ngàn khối đất đá đổ sập tràn khắp mặt đường, giao thông ách tắc hoàn toàn. Bộ Quốc phòng cũng đã lệnh hai trực thăng sẵn sàng ở Đà Nẵng, chờ thời tiết tốt sẽ bay tiếp cận ở xã Hướng Phùng đang bị cô lập, thả lương thực và thuốc men cho người dân đồng thời yêu cầu cắt cử người trên khu vực cao quan sát đến cạn cảnh báo nếu phát hiện sạch lỡ, các lực lượng cứu hộ làm cả ca đêm để đưa nạn nhân ra sớm nhất. Danh sách 22 sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp và chiến sĩ gặp nạn tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 333, thôn Cợp, xã Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị.